Thưa quý vị, tối qua tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868-2022. Đến tham dự có đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang, đồng chí Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo các sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tỉnh. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, đại diện lãnh đạo các tỉnh thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh và đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, Nguyễn Trung Trực đã được nhân dân ta tôn vinh là vị anh hùng dân tộc. Hàng năm, nhân dân đều long trọng tổ chức lễ hội tưởng niệm tôn vinh, đã thành thông lệ vào các ngày 26, 27 và 28 tháng 8 âm lịch. Nhân dân ở khắp nơi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cùng nhau về Rạch Giá, nơi có đình thờ Nguyễn Trung Trực để chiêm bái, bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân vị anh hùng dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nhằm kịp thời tạo ra khí thế mới sau 2 năm phải tạm dừng các sự kiện lễ hội để phòng chống dịch COVID-19, để tiếp tục động viên các tầng lớp cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân lao động và nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang thống nhất tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Đây là dịp để chúng ta tiếp tục bày tỏ lòng ngưỡng mộ, biết ơn đối với anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã vì quốc vong thân ở tuổi 30, tuy tuổi đời còn rất trẻ, nhưng đã kết tinh hoàn hảo của một con người trung hiếu vẹn toàn, một biểu tượng sáng ngời về tinh thần yêu nước, bất khuất của cả dân tộc. Chúng ta luôn tự hào, thấm thía ngày một sâu sắc rằng lòng yêu nước, nghĩa hiếu trung mãi trường tồn và bất diệt. Mỗi lần tổ chức lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là mỗi dịp chúng ta chiêm nghiệm, nhận thức càng thêm sâu sắc tinh thần đó, tinh hoa đó, để thêm trân trọng, có trách nhiệm và càng thêm quyết tâm bảo vệ giữ gìn nền độc lập tự do mà các thế hệ cha ông đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương để chúng ta được thừa hưởng như ngày hôm nay. Đến với lễ hội hôm nay, mỗi người chúng ta có những hoàn cảnh điều kiện khác nhau, nhưng ai ai cũng đều cầu mong cho đất nước quê hương luôn được thanh bình, mưa thuận gió hòa, mọi người ngày càng ấm no hạnh phúc, đặc biệt nhắc nhở nhau nguyện sống sao để luôn xứng đáng với sự hy sinh của tiền nhân của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Sau phần lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật do Đoàn Cải lương Nhân dân Kiên Giang chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng và biểu diễn. Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh An Giang và tỉnh Long An, cùng các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nghệ thuật gồm hai phần. Phần 1, rạng danh anh hùng, và phần 2, Kiên Giang dương mình cùng đất nước. Qua các tiết mục được dàn dựng công phu và hoành tráng, đã khơi gợi lòng yêu nước, phẩm chất anh hùng truyền thống đoàn kết, bất khuất, đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam. Khí phách kiên trung quay hùng của Nguyễn Trung Trực trong đấu tranh chống thực dân Pháp. Quả hồng nhật tảo quanh thiên địa, kiếm bạc Kiên Giang khắp quỷ thần, bao giờ tay nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây. Nhân dân Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung đời đời nhớ ơn vị anh hùng dân tộc. Bên cạnh đó là hình ảnh về sự đổi thay vươn mình của vùng đất Kiên Giang trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Tôi rất tự hào là Nguyễn Trực rất là anh hùng và bà con đến đây tham gia xem lễ rất là đông. Tỉnh Kiên Giang với mọi người chuẩn bị lễ rất là hoành tráng. Dạ, em thấy hôm nay là rất là vui ý nghĩa, mọi người đến đây rất là phấn khích và vui vẻ, rất là đông. Thì cái chương trình nghệ thuật hôm nay tôi thấy Kiên Giang cũng là một cái như một cái thành phố mới, là đã tái hiện lại cái hình ảnh của Nguyễn Trung Trực thì là như một thần tượng. Lễ hội truyền thống kỷ niệm 154 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh diễn ra từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 26 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 âm lịch, với các hoạt động phần lễ và phần hội diễn ra sôi nổi trong những ngày qua tại thành phố Rạch Giá.